qua rất là nhanh đúng không? Rất là nhanh, thời gian trôi qua rất là nhanh. Và ví dụ như là trong những cái chương trình trước á, thì anh chị em chúng ta học về, hoặc là anh chị học trong chương trình 20 giờ tối của Tài Việt Nên Sinh, thì anh chị có thể là học về cái cách mà chúng ta giao tiếp với hình thức. Thì cái này á, thì tất cả những thành viên của câu lạc bộ, ví dụ như là trong chương trình buổi sáng này, đọc sách nè, đó thì nói về luật hấp dẫn nè, rồi cái cách giao tiếp với tiềm thức nè, anh chị em chúng ta cũng học rất là kỹ rồi. Và trong chương trình 8 giờ sáng đọc sách cùng với doanh nhân Vi Linh á, thì doanh nhân Vi Linh cũng chia sẻ cho anh chị chúng ta rất là kỹ về cái cách mà chúng ta giao tiếp với tiềm thức các anh chị đó. Và mà để mà anh chị chúng ta ứng dụng được một cái kiến thức nào đó thì đầu tiên là chúng ta phải lập trình. Nữa là chúng ta lập trình lại cái ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ là cái sức mạnh lời nói của chúng ta các anh chị, rất là quan trọng luôn các chị ha, cực kỳ quan trọng. Khi mà anh chị em chúng ta phát triển bản thân lên, mình phải nói những lời nói đúng, mình phải có những cái suy nghĩ đúng, thì nó mới giúp cho anh chị em chúng ta thành công được đó ha. Cho nên á là trong những cái chương trình mà cơ bản của câu lạc bộ nha, đều chia sẻ cho anh chị em chúng ta cái cách mà để chúng ta giao tiếp với tiềm thức của mình đó, giao tiếp với tiềm thức của mình, giao tiếp với con người bên trong của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì anh chị em chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều bởi những cái ngôn từ, những cái suy nghĩ của mình trong cuộc sống của mình. Và khi mà ví dụ như là một cái ngôn từ đi mà anh chị em chúng ta lặp đi lặp lại nhiều quá thì nó sẽ đi vô tiềm thức của anh chị luôn. Và chính vì cái điều đó, tiềm thức của anh chị tin là thật thì nó sẽ định hình lên cái con người của anh chị ở hiện tại. Và khi mà ví dụ như là bên trong của anh chị là một con người chưa thành công đi, thì anh chị sẽ có kết quả là chưa có thành công, giàu có ở hiện tại đó. Cho nên á, chính vì những cái suy nghĩ của chúng ta nè, cái niềm tin của chúng ta nè là chưa thành công, nó sẽ tạo nên cho chúng ta những cái cảm xúc, và những cái cảm xúc đó nó sẽ dẫn đến cái hành động, và cái hành động thì nó sẽ cho ra kết quả. Và bất cứ một người không thành công nào, không phải là họ không có cơ hội các anh chị, họ luôn luôn có cơ hội thì luôn luôn có với tất cả mọi người. Giống như là những anh chị em chúng ta ở đây đi, tất cả anh chị chúng ta đều có cơ hội hết đúng không, nhưng mà chúng ta có đón nhận hay không thôi các anh chị đó. Cho nên là cái ngôn ngữ của chúng ta cực kỳ quan trọng luôn các anh chị ha. Rồi thì để đến cái kiến thức ngày hôm nay á, thì anh chị em chúng ta sẽ được học trực tiếp từ doanh nhân chị Phạm Yến, rất là nhiều cái giá trị trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Và mình cũng không có chiếm dụng thời gian của anh chị nữa các anh chị. Thì khi nào mà đến lượt với chia sẻ thì mình sẽ nói rõ và nói sâu hơn về tiềm thức ha. Và ngày hôm nay anh chị sẽ học tập trực tiếp cùng với doanh nhân vĩ đại Miss chị Phạm Yến các anh chị. Bây giờ anh chị em chúng ta nha, đầu tiên là anh chị em chúng ta chuẩn bị cho mình là một ly nước ha, và thứ hai nữa là chuẩn bị giúp cho mình là một cuốn tập, và kèm theo đó là bút viết thật là nhiều màu, để khi mà doanh nhân chị Phạm Yến chia sẻ cho anh chị em chúng ta những kiến thức, mình note lại và mình note lại thật kỹ. Để anh chị em chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, khi mà mình cần mình dỡ ra là mình có luôn, mình cần mình dỡ ra mình có luôn, mình không cần phải đi tìm các anh chị ha đó. Và thứ ba nữa là anh chị em học tập một cách nghiêm túc với cái gì, anh chị mở camera giúp cho mình hiện diện ở màn hình camera nha. Và những anh chị em nào mà chúng ta không không hiện không tiện ở hiện diện màn hình camera thì anh chị em chúng ta có thể là xin phép nhóm trưởng của mình, để mà mình xin phép nhóm trưởng của mình tắt cam ha các anh chị ha. Và nếu như mà anh chị em chúng ta không xin phép á, thì anh chị em chúng ta tắt cam trong vòng 5 phút á, thì ban tổ chức sẽ mời các anh chị ra đấy. Cho nên là các anh, đó là quyền lợi của anh chị nha. Bởi vì sao, khi mà anh chị ngồi học, cái điều đầu tiên, ví dụ như là doanh nhân chị Phạm Yến ở trên nhìn xuống đi, chia sẻ cho các anh chị, ví dụ như là anh chị đang nhóm của My đúng không, anh chị không có hiểu thì doanh nhân chị Phạm Yến sẽ nói rằng là em ơi, cái bạn đó nhóm của em chỗ đó không có hiểu là em hỗ trợ cho bạn đó nha, là ok My sẽ hỗ trợ cho các anh chị chẳng hạn vậy đó. Mà nếu như bây giờ anh chị không có bắt cam thì doanh nhân chị Phạm Yến đâu có thấy đâu đó, cho là quyền lợi của các anh chị đúng không ạ, quyền lợi của anh chị. Cho nên là anh chị mở cam đó là quyền lợi của anh chị ha. Và thứ hai nữa, mình mở cam là mình tôn trọng người chia sẻ, và tôn trọng người khác thì cũng giống như là tôn trọng chính bản thân của mình các anh chị ha. Đó là một trong những cái cực kỳ quan trọng, cái thái độ của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta thành công hay không đó các anh chị ha. Một trong những yếu tố để giúp cho anh chị em thành công là thái độ, cũng nó giúp cho các anh chị thành công hay là không thành công anh chị ha. Thì cái này chúng ta rèn luyện không sao cả đó. Cho nên là anh chị em chúng ta mà ví dụ như là mình không tiện bật cam thì mình có thể là xin phép ban tổ chức ha. Và bao nhiêu anh chị em ở đây chúng ta đã đồng ý với nội quy của câu lạc bộ, anh chị có thể là comment tôi đồng ý với nội quy của câu lạc bộ được không ạ?
Rồi, cảm ơn các anh chị đã tương tác với mình nha. Rồi bây giờ thì chúng ta đi đến kiến thức của chúng ta ngày hôm nay thưa các anh chị ha. Anh chị đã sẵn sàng với kiến thức ngày hôm nay chưa ạ? Anh chị em sẵn sàng bao nhiêu phần trăm năng lượng rồi? 100% năng lượng chưa cả nhà? Rồi ok, với đó chị thấy rất là năng lượng luôn. Rồi bây giờ thì anh chị em chúng ta hãy cho mình thấy tay trái, tay phải, cho hai tay chạm vào nhau, nở một nụ cười thật là tươi, cho một tràng vỗ tay thật là lớn để đón chào doanh nhân vĩ đại Miss Chị Phạm Yên. Đó, Miss xin mời chị. Rồi, thì những cái nội quy, những cái gì mà cần nói thì doanh nhân Hoài My đã chia sẻ hết với chúng ta rồi, đúng không ạ? Đó, thì bây giờ thì đến cái thời buổi thời điểm là chúng ta bắt đầu chúng ta học thôi anh chị. Đó, bởi vì sao? Bởi vì á, là chúng ta thời gian chúng ta không có nhiều, chúng ta chỉ có hơn 1 tiếng đồng hồ thôi, cho nên là dành thời gian nhiều để chúng ta được nghe nhiều hơn anh chị nha. Rồi ngày hôm nay Yến sẽ chia sẻ với anh chị một cái nội dung, một cái chủ đề tiếp theo của cái chương trình 22 ngày thay đổi để thành công. Đó là gì? Đó là niềm tin anh chị ha. Niềm tin của bạn như thế nào thì bạn sẽ là người y chang như vậy. Thành công của bạn như thế nào, nó đến từ niềm tin của bạn anh chị nha. Rồi chúng ta hãy chuẩn bị sẵn giấy bút để chúng ta ghi lại anh chị nha. Đó, đây là một cái chủ đề rất là hay, tất cả nó đến từ niềm tin anh chị ha. Rồi ngày hôm qua chúng ta đã đi cùng với nhau, hôm nay chúng ta là ngày số 12 rồi anh chị, rất là nhanh luôn đúng không? Đó, thì ngày hôm qua chúng ta đã đi cùng với nhau về cái gì? Về cái chủ đề là quản lý được dòng tiền của mình. Đó, một người thành công là người luôn quản lý được cái dòng tiền của mình, đúng không? Đó, còn đối với cái người mà không quản lý được dòng tiền thì sao anh chị? Thì không có thành công đâu, không dễ dàng để thành công đâu anh chị. Đó, mặc dù anh chị là có cái số tiền không lớn, đó, anh chị quản lý được, anh chị vẫn có mới có được cái số tiền lớn anh chị nha. Số tiền nhỏ quản lý được thì mới có số tiền lớn. Đó. Và ngày hôm nay Yến sẽ chia sẻ với anh chị một cái chủ đề tiếp theo, đó là niềm tin. Và đa số những anh chị em chúng ta ở đây thì chúng ta thường hay vướng, chúng ta thường hay bị vướng bởi những cái niềm tin cũ, bởi những cái niềm tin mà cái niềm tin này á, nó không có giúp cho anh chị là thành công và giàu có được. Và cái sự khác nhau giữa người thành công và cái người chưa thành công, hay là chúng ta nói ngắn gọn một cái từ là gì? Ở đây thì không phân biệt là người giàu hay người nghèo. Khi ở đây Yến chia sẻ người giàu hay người nghèo không phải là nói về giàu tiền bạc anh chị, mà là giàu tư duy, người có tư duy giàu và người có tư duy chưa giàu. Chưa giàu là cái tư duy của người người nghèo. Đó là không có sự khác nhau. Sự khác biệt giữa cái người chưa thành công và người thành công ở cái chỗ là gì? Cái hình thái bên ngoài nó không khác nhau đâu anh chị, mà nó chỉ khác nhau cái niềm tin bên trong mà thôi. Đó, cái niềm tin bên trong. Và ở đây đối với cái người thành công á, thì họ có cái niềm tin gì? Họ có cái niềm tin là không có, đối với niềm tin thì sao anh chị? Không có ai đúng cũng không ai sai đúng không? Đã là niềm tin thì đâu có ai đúng cũng đâu ai sai đâu. Đó, mà khi anh chị có một cái niềm tin là chưa thành công thì nó sẽ ảnh hưởng. Đó, nó ảnh hưởng đến cái gì? Nó ảnh hưởng đến cái thứ đó là gì? Thái độ sống. Thái độ sống. Yến ví dụ nè, ví dụ như một người họ có cái niềm tin là chưa giàu, cái niềm tin là chưa giàu thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Nó sẽ ảnh hưởng đến là gì? Họ có cái niềm tin là gì? Chưa giàu thì họ có cái thái độ tiêu cực. Họ có cái niềm tin khổ thì họ sẽ có cái thái độ sống là tôi là một người không có được hạnh phúc, tôi là một người không có được kinh doanh, không thể thành công được đó. Nói chung là vân vân, tất cả những cái gì mà đối với họ là họ tin là bản thân họ như vậy. Cho nên ở đây một người khi họ có cái niềm tin là cuộc sống này thật là tệ bạc đó, ví dụ như đối với một người mà họ có cái niềm tin như vậy anh chị, cuộc sống này thật là tệ bạc, thì khi họ bước ra đường, họ bước ra đường thì cái thái độ của họ là gì? Cái thái độ của họ là luôn luôn nghi ngờ, có đúng không? Đó, luôn luôn nghi ngờ, không tin tưởng đó. Và khi thái độ của họ là nghi ngờ, là không tin tưởng thì sao anh chị? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái giọng nói của họ. Đó, anh chị đã từng thấy một cái người chưa thành công nào
Mà một cái người mà họ có cái tư duy là họ có cái suy nghĩ là họ là một người khổ, họ là một người tiêu cực đó, họ là một người là ô tôi không có kinh doanh được đâu, tôi không có làm được cái điều này đâu, tôi không có làm cái điều kia đâu đó, hoặc là tôi không hạnh phúc đâu. Mà những người đó họ nói với cái giọng rất là dễ thương, cái giọng rất là dễ nghe, cái giọng nghe rất là ấm áp. Có không anh chị? Không thể nào có được điều đó, có đúng không? Câu trả lời là không đó. Mà một là họ không có nói được gì cả đó, một là họ không nói được gì cả, hai là họ nói với một cái giọng rất là gắt gỏng, và ba là họ nói về toàn là những cái điều không được tích cực đó. Và những cái điều không tích cực này, những cái điều mà họ nói đó, nó sẽ ảnh hưởng đến người khác đó anh chị ha, nó sẽ gây ảnh hưởng đến người khác đó. Như vậy thì theo anh chị, với một người mà không tin tưởng người khác, luôn nghi ngờ người khác đó, và họ có một cái thái độ tiêu cực như vậy, thì mọi một những cái người mà họ ví dụ như họ gặp một cái người muốn chia sẻ cho họ một cái điều gì đó tuyệt vời, hay là chia sẻ cho họ một cái cơ hội nào đó, thì theo anh chị họ có lắng nghe không? Họ có lắng nghe không anh chị? Đó. Hoặc là họ có lắng nghe nhưng mà họ sẽ nói với anh chị là thôi thôi đi mày ơi, mày xạo vừa thôi ha, mày lừa đảo hả? Đó. Hay là mày lùa gà hả? Hay là sao? Bạn đã giàu chưa? Hay là cô đã giàu chưa? Hay là cô đem cái đó cô về cô dạy lại cho dòng họ cô, để dòng họ của cô giàu đi. Đó anh chị. Đó, ví dụ như anh chị chia sẻ cho họ một cái chương trình học, hay là một cái gì đó. Đó, một cái điều gì đó tuyệt vời thì họ không có đón nhận đâu. Đó, và bởi vì sao? Bởi vì đó là những lời, bởi vì họ có được những cái họ có cái niềm tin rồi. Họ có cái niềm tin là không thành công, và cái thái độ của họ là cái thái độ tiêu cực đó anh chị ha, thái độ của họ là thái độ tiêu cực. Và trước đây á, Yến cũng giống như vậy anh chị, trước đây Yến cũng giống như vậy đó. Trước khi mà Yến biết đến cái môi trường câu lạc bộ doanh nhân Kiến Quốc, trước khi Yến biết đến cái môi trường học tập phát triển bản thân á, thì Yến hay như vậy. Yến hay vậy đó, Yến hay ganh ghét nè, thường hay tỏ ra ganh ghét, hay tỏ ra đố kỵ người khác đó, và cũng hay nghi ngờ người khác anh chị, không có tin ai hết đó. Và cái câu mà Yến thường hay nói người khác đó là gì? Bạn chẳng có cái gì hơn tôi hết, chẳng qua bạn chỉ giàu hơn tôi mà thôi. Đó, anh chị nghe cái câu này anh chị thấy như thế nào? Anh chị thấy tuyệt vời không? Không có, bạn không có cái gì hơn tôi á, bạn chỉ giàu hơn tôi mà thôi. Đó. Như vậy anh chị ha. Đó, và người người ta cũng giống như mình, người ta cũng có đầy đủ tay chân mắt mũi miệng, và người ta cũng có 24 giờ giống như mình. Đó. Nhưng mà người ta chỉ khác một cái, người ta giàu hơn mình mà thôi. Như vậy thì việc của mình là việc gì? Việc của mình không phải là mình đố kỵ, mình ghen ghét người khác. Bởi vì sao? Mình đố kỵ, mình ghen ghét người khác á, thì mình không có nhận về một cái điều gì tốt đẹp cả. Mà mình phải làm sao? Mình phải suy nghĩ rằng mình phải làm sao để mình trở nên thành công hơn. Đó, thành công hơn. Và mình làm như thế nào để mình trở nên giàu có hơn, mình hạnh phúc hơn. Đó, anh chị thấy đúng như vậy không? Đó. Và từ một cái niềm tin là không thành công đó, nó có thể ảnh hưởng đến cái thái độ sống của mình. Anh chị có đồng ý như vậy không ạ? Đó, đúng không? Đó. Khi mà mình đã tiêu cực thì cái người khác á, họ nói cái gì á, mình cũng không có nghe đâu anh chị. Đúng không? Khi mà họ nói mấy cái gì mình cũng không có nghe đâu. Đó. Và mình cũng không có tin người khác nữa. Mình không có tin ai hết trơn. Đó. Bởi vì bên trong của mình có một cái niềm tin đó là nghi ngờ đó. Không có tin ai hết. Và ai nói cái gì mình cũng cảm thấy chướng. Ai nói cái gì mình cũng không tin. Và mình cái gì mình cũng thấy chướng mắt hết. Đó. Và anh chị có biết nguyên nhân tại sao không? Nguyên nhân đơn giản là vì cái suy nghĩ và cái tư duy của mình, cái lúc đó cái niềm tin của mình lúc đó là cái niềm tin của cái người chưa có giàu, cái niềm tin của cái người nghèo. Và đa phần những người chưa giàu, những người nghèo đó, ai cũng có một cái niềm tin là không có cái người giàu nào mà họ rảnh để họ đi chia sẻ, họ giúp cho người khác thay đổi, giúp cho người khác thành công đâu. Đó, đó là cái tư duy, cái niềm tin của rất rất nhiều người đó, ở ngoài kia. Đó anh chị. Mà trước đây Yến cũng có cái suy nghĩ giống như vậy đó, nhưng mà từ khi Yến học tập, Yến phát triển, Yến gặp được môi trường câu lạc bộ doanh nhân Kiến Quốc, Yến gặp được người thầy của mình á, thì Yến ngộ ra một điều đó, với cái nếu như chúng ta vẫn cái giữ cái niềm tin đó, giữ được cái niềm tin đó thì mình sẽ không bao giờ thành công được. Mà nếu không thành công được thì sao anh chị? Gia đình mình không bao giờ hạnh phúc được đó.
và con cái của mình không bao giờ thành đạt được. Đó, vì vậy mà khi mà Yến biết được cái điều đó thì Yến lập tức Yến thay đổi. Anh chị ha, Yến lập tức thay đổi. Đó, và với những người mà họ có cái niềm tin như vậy anh chị, cái niềm tin là gì? Ôi, không có ai mà chỉ cho người khác cái cách để thay đổi để thành công đâu. Với cái tư duy đó, nó sẽ dẫn đến cái thái độ cho bạn là bạn đa nghi. Đó, mà khi đã đa nghi thì sao? Thì mình có tin tưởng không? Không, thường đa nghi là sẽ không có tin tưởng, đúng không? Đó, và khi mà bạn đa nghi, bạn không tin tưởng thì chắc chắn rằng não bộ của bạn sẽ đóng lại. Và não bộ của bạn đóng lại thì thái độ của bạn lúc đó, cái cách bạn nói chuyện lúc đó nó sẽ khác. Và đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Đầu tiên nó sẽ ảnh hưởng đến là cái giọng nói của bạn, cái lời nói của bạn. À, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự biểu đạt của bạn. Đó, một người mà có cái thái độ nghi ngờ và không tin tưởng người khác á, thì họ có biết lắng nghe người khác không? Họ có biết lắng nghe người khác 100% không? Không, không luôn, đúng không anh chị? Đó, và ở đây khi mà chúng ta nghe, chúng ta biết rằng à là họ không có lắng nghe đâu. Và thái độ của họ sẽ là gì anh chị? Họ sẽ ngồi họ họ khoanh tay lại. À, họ khoanh tay lại để họ giống như là một cái động tác là khoanh tay lại như vậy nè anh chị. Và cái động tác giống như là cố thủ vậy đó. Đó anh chị ha. Phòng thủ đó, cái động tác phòng thủ vậy đó. Đó, họ khoanh tay lại rồi họ làm ra vẻ như là nguy hiểm lắm. À, để coi coi cái bạn này chia sẻ cái gì đây. Họ nói cái gì đây? Đó anh chị ha. Đó, có lừa ai không? Đó, có kêu gọi gì ai không? Đó, thường cái tâm lý là sẽ như thế. Cho nên và kết quả là gì? Kết quả là người đó không có kết quả gì luôn. Đúng không? Đó, không có kết quả gì luôn. Bởi vì họ họ nghe với cái tâm thế như vậy thì họ đâu có hiểu cái gì, đúng không? Mà họ không hiểu thì họ cũng không có được cái hành động đúng đâu anh chị. Mà hành động đúng không có thì sao? Thì sẽ không bao giờ có được kết quả đúng, đúng không? Đó, và đó chính là cái sự biểu đạt của họ. Đó, cái sự biểu đạt của họ ngay lập tức sẽ biểu hiện trên khuôn mặt của họ. Đó, biểu hiện trong hành động của họ và sẽ ảnh hưởng đến thái độ của họ. Đó, anh chị ha. Cho nên á, ở đây đến cái gì? Cái sự biểu đạt, với cái sự biểu đạt đó thì họ không học được gì cả. Đó. Đó, tiếp theo thứ ba là ảnh hưởng cái gì? Cái niềm tin tiêu cực đó ảnh hưởng đến khuôn mặt của họ. Đó, với một người mà họ chưa được tích cực á, mà họ có cái niềm tin nghèo, họ có cái niềm tin là họ khổ đó, thì họ họ sẽ không có biết đi kinh doanh, hoặc nếu có kinh doanh họ cũng sẽ kinh doanh không có thành công. Và với cái điều như vậy thì chắc chắn họ cũng không có tiền luôn, đúng không anh chị? Đó, và khi chúng ta nhìn vào, anh chị nhìn vào gương mặt của họ, anh chị sẽ nhìn thấy liền một cái chữ là khổ, nó hiện trên khuôn mặt luôn, anh chị nhìn thấy là anh chị biết liền đó, nó hiện trên gương mặt luôn đó. Và cái chữ tiêu cực nó cũng sẽ hiện lên trên gương mặt của họ. Bạn gặp người đó là bạn sẽ cảm nhận được liền đây là một người tiêu cực. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì niềm tin nó ảnh hưởng đến thái độ. Vì vậy mới có cái câu là gì? Cái câu là tâm sinh tướng, đúng không? Tâm bạn như thế nào thì tướng của bạn nó sẽ như thế ấy đó. Tâm của bạn với một người đó, với một người mà họ giỏi, một người họ tài, thì bạn nhìn vào khuôn mặt của bạn, bạn có thể nhận biết được họ là một người thành công hay là không thành công, họ có tương lai hay là không đó. Và tiếp theo đó là sao? Đó, cái dáng điệu của họ đó, cái dáng điệu của họ, cái hình thể của họ. Anh chị chúng ta để ý rằng, anh chị chúng ta để ý rằng cái người á, mà họ có cái năng lượng thấp anh chị, họ có cái năng lượng thấp hoặc là họ không được tự tin á, đó, họ không được tự tin thì sao? Thì khi mà họ 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 đi ra đường anh chị, cái tướng của họ sẽ như thế nào? Cái tướng của họ là họ, cái người mà tự tin đó, thường thì họ sẽ thẳng lưng, họ sẽ ưỡn ngực ra. Nhưng mà đối với cái người mà không tự tin, họ đi thường cái đầu họ cúi xuống, cái lưng họ khòm khòm xuống, có đúng như vậy không ạ? Đó, như vậy đó anh chị. Vì vậy mà những cái dạng như vậy, cái dáng người như vậy thì theo anh chị có được cái gì? Có được là cái năng lượng không? Có được năng lượng cao không? Không, đúng không? Nhưng mà ở đây chúng ta cũng loại trừ những người mà người ta à, bản thân người ta đã có một cái vấn đề ở cái cột sống thì cái đó mình không nói rồi, đúng không? À, cái có cái vấn đề cột sống mà họ bị gù thì mình không nói rồi. Đó, nhưng mà những người mà họ bình thường, nhưng mà họ đi cái lưng họ cứ cúi xuống, cái đầu họ cứ cúi xuống, thì những người đó là những người họ không có năng lượng cao anh chị. Cái năng lượng của họ rất thấp. À, năng lượng của họ rất thấp, và cái thái độ tương tác của những người đó đối với những người xung quanh cũng không được năng nổ đâu.
cũng không được năng nổ luôn, không được nhiệt huyết luôn đó. Thì đó là niềm tin nó sẽ ảnh hưởng đến thái độ sống của một người đó, anh chị ha. Đó, niềm tin ảnh hưởng đến thái độ sống của một người. Và tiếp theo, niềm tin còn ảnh hưởng đến cái gì nữa? Ảnh hưởng đến ngôn từ, ảnh hưởng đến ngôn từ. Khi mà một người tiêu cực, khi một người họ có cái niềm tin tiêu cực thì cái ngôn từ của họ nói ra, anh chị có thấy là họ tích cực được không? Cái ngôn từ họ nói ra họ có tích cực được không? Chắc chắn là không rồi, đúng không? Chắc chắn là không rồi. Và nếu như mà anh chị kêu rằng là bạn học phát triển bản thân đi, họ sẽ nói rằng là ôi cái số phận của tôi nghèo, có học thì nó cũng nghèo mà thôi đó. Thường cái câu những người đó họ sẽ nói như thế đó. Và khi mà theo anh chị, một người mà họ nói rằng là họ học bao nhiêu họ cũng nghèo thì họ có học không anh chị? Họ có kiên trì mỗi ngày để đến cái giờ đó họ vào họ học không? Không có, không có, đúng không đó. Bởi vì sao? Họ tin, với những người như vậy họ tin rằng giày dép còn có số, đừng nói chi con người đó. Cho nên là bây giờ cuộc trời cho tôi như vậy nè, trời kêu ai nấy dạ, trời kêu tôi như vậy nè, xong cái mức độ sống như vậy thôi, tôi không cần phát triển gì nữa đó. Thì những người đó anh chị có chia sẻ họ, họ cũng không học, đúng không đó. Và một người mà họ họ nói rằng trời kêu ai nấy dạ đó, thì theo anh chị nói với họ như vậy đó, họ không biết ngày mai ra làm sao hết. Thì anh chị kêu họ là học đi, ghi chép đi, phát triển đi, họ đâu có làm đó. Và đó chính là thái độ sống nó quyết định thành công của họ. Mà thái độ sống đó thì nó quyết định bởi niềm tin bên trong của chúng ta. Và vấn đề đặt ra ở đây, nếu như anh chị em chúng ta ở đây mà chúng ta có cái niềm tin tiêu cực thì làm sao đây? Thì làm sao để thay đổi cuộc sống của mình đây? Đó. Và ở đây chỉ còn có một cách thôi, một cách đó là thay đổi niềm tin bên trong của chúng ta mà thôi. Đó, anh chị ha, thay đổi cái niềm tin bên trong. Đó, và anh chị hãy ghi xuống cái câu này nha. Thay đổi niềm tin là thay đổi cuộc đời. Đó, thay đổi niềm tin là thay đổi cuộc đời. Anh chị ghi ra và anh chị đóng khung câu này lại anh chị. Đó. Như vậy thì nếu như chúng ta muốn thành công và giàu có, đúng không anh chị? Muốn thành công và giàu có thì chúng ta phải thay đổi cái niềm tin của chúng ta. Và khi thay đổi niềm tin thì cái tướng của anh chị cũng sẽ thay đổi. Đó, cái tướng cũng sẽ thay đổi. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ nghe cái câu là tâm sinh tướng, đúng không? Tâm sinh tướng. Vậy thì để thay đổi cái tướng, có nhiều người thay đổi cái tướng thì họ sẽ bằng cách nào? Thay đổi cái tướng bằng cách nào anh chị? Ví dụ như họ đi sửa, đi phẫu thuật, hay là đi can thiệp bằng những cái cách ở bên ngoài. Nhưng mà ở đây không phải đâu anh chị. À, cái mà chúng ta cần phải thay đổi, tâm nó sinh tướng, thì chúng ta muốn thay đổi cái tướng thì chúng ta phải thay đổi từ cái tâm, thay đổi từ cái tâm của chúng ta đó. Chúng ta như vậy muốn thay đổi tướng, chúng ta phải thay đổi từ cái tâm. Mà khi tâm của anh chị nó thay đổi thì sao? Cái tướng tự nhiên thay đổi thôi đó. Và khi anh chị thay đổi tâm thì tâm có nghĩa là tâm thức, đúng không? Tâm thức mà tâm nó không tốt thì cho dù chúng ta có phẫu thuật thẩm mỹ hay chúng ta có sửa đi nữa thì nó cũng không thể nào nó tốt được, đúng không? Đó, có nhiều khi á, là càng đổi thì lại càng không được như ý, càng không được như ý càng không tốt đó, đúng không anh chị? Đó, cũng có rất là nhiều người họ đi chỉnh sửa cho phong thủy, theo phong thủy đồ này nọ đó, nhưng mà đâu phải ai chỉnh sửa rồi cũng có kết quả tốt đâu, đúng không? Cho nên ở đây một người với tâm tốt, cái tâm tích cực, cái tâm sáng, đó là những người có cái thầy gương mặt sáng, có cái dáng đẹp, có tinh thần tốt đó. Và nếu như mà được hỗ trợ thêm đó, nếu như một người mà có tâm sáng nè, tâm tốt nè, tích cực nè đó, mà được hỗ trợ thêm nữa thì sao? Thì may mắn sẽ đến với họ đó anh chị ha. May mắn sẽ đến với họ. Nếu như anh chị có cái tư duy và niềm tin tiêu cực thì sao? Thì phải lập tức chuyển sang cái niềm tin tích cực đó. Vậy thì niềm tin tích cực là gì? Niềm tin là gì? Đó, và cái mô thức của niềm tin. Đó anh chị ha. Và bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến cái mô thức của niềm tin. Đó. Đầu tiên là não bộ của chúng con người chúng ta được cấu tạo bởi hai phần: ý thức và tiềm thức. Đó, ý thức thì nó chỉ chiếm có 10% thôi, tiềm thức nó chiếm đến 90%. Đó. Và ý thức đó nó chính là cái nhận thức của chúng ta.
Đó, ý thức nó là cái khả năng đó anh chị, cái khả năng ra quyết định đó. Đó, cái trạng thái hiện tại mà Yến đang giao tiếp với anh chị, Yến đang nói chuyện với anh chị, Yến đang chia sẻ với anh chị, và cái trạng thái anh chị đang ngồi anh chị học, anh chị đang ngồi anh chị ghi chép, đó là cái trạng thái là gì? Là ý thức của anh chị đó. Đó là cái trạng thái ý thức của anh chị, là cái khả năng ra quyết định của anh chị đó. Chính anh chị, cái ý thức của anh chị nó ra quyết định là anh chị phải ngồi đây học, nên anh chị mới vào đây, anh chị mới xem cái livestream này của Yến đó. Và cái trạng thái hiện tại là Yến đang giao tiếp với anh chị đó. Đó, anh chị ha, đó là anh chị ngồi học và Yến đang ngồi nói với cái gì, với một cái trạng thái là có ý thức, anh chị ha, có ý thức đó. Hoặc là anh chị làm việc nè, hay là anh chị đi mua sắm nè, hay anh chị nghỉ ngơi đó, hay là anh chị ra quyết định là ngày hôm nay anh chị gặp ai, anh chị đi chơi ở đâu, anh chị gặp khách hàng nào, anh chị gặp gỡ những ai, thì đó đến từ ý thức của anh chị, nó đến từ cái nhận thức của chúng ta đó. Và cái phần ý thức này nó chiếm 10% đó, anh chị ha, nó chiếm 10%. Và ở đây ý thức nó có nhiệm vụ là nó lựa chọn, nó lựa chọn và nó ra quyết định. Thứ hai là đó là cái phần bao quát toàn bộ con người của chúng ta, ai cũng có thể gọi và mà ai cũng có hết anh chị, ai cũng có cái phần này hết đó. Hay là chúng ta có thể gọi đó là, có những cái quyển sách thì người ta gọi là linh hồn của anh chị, hay là bản năng của anh chị, hay là anh chị muốn gọi nó là cái gì cũng được, nhưng mà bao quát toàn bộ chúng ta có thể gọi nó là tiềm thức anh chị ha. Đó, nó là tiềm thức và nó chiếm 90% đó. Ví dụ như rằng là trái tim của anh chị nè, đó nó đang đập như vậy, anh chị có thể biểu nó dừng lại được không, hay là biểu nó chậm lại được không? Không, đúng không? Hay là cái bộ máy cơ thể của chúng ta, tim gan phèo phổi của chúng ta có thể can thiệp được, chúng ta biểu là chạy chậm lại chút đi, làm là đi chậm lại chút, hoặc là đi nhanh hơn chút được không anh chị, làm việc nhanh hơn chút không được, đúng không? Đó, chúng ta không thể nào can thiệp được đó. Và cái bộ máy trong cơ thể của chúng ta là một cái bộ máy vô cùng vi diệu đó, mà tất cả nó được vận hành một cách tự nhiên đó. Chúng ta không thể nào can thiệp được, hay là chúng ta biểu nó là nhanh hơn hay chậm hơn, không thể, đó là điều không thể đó. Và đó, cái thứ ba, cái phần thứ ba đó là gì, là trường năng lượng. Trường năng lượng là những cái nguồn năng lượng xung quanh chúng ta đó, hay là một cái gì đó nó thuộc về là cái trí huệ vô lượng, hay là chúng ta gọi đó là vũ trụ anh chị đó. Nhưng mà, và chúng ta nói một cách dễ hiểu cơ bản nhất là nguồn lực xung quanh chúng ta hay là vũ trụ. Như vậy chúng ta chỉ cần nắm được cái ý thức nó ra quyết định nè, rồi tiềm thức nó đồng ý nè, nó cho thêm, và trường năng lượng thì nó đồng ý cho thêm nhiều hơn nữa đó. Thì cái việc mà chúng ta cần phải kiểm soát được phần lớn là tiềm thức của chúng ta đó. Trong con người chúng ta ai cũng có ý thức cả đó, không có ai là không có hết, anh chị có đồng ý như vậy không ạ? Đó, không có ai là không có ý thức cả đó. Và thậm chí có những người mà họ có một cái phần khiếm khuyết đi, có một cái phần khiếm khuyết về trí não đi, thì họ cũng có ý thức chứ không phải không có, nhưng mà nó không có cao thôi, đúng không? Nó không có cao thôi đó, chứ nó vẫn có đó, anh chị ha. Như vậy tất cả chúng ta đều có đầy đủ nè, có tay chân nè, có não nè, có nguồn lực như nhau. Như vậy thì theo anh chị, tất cả chúng ta đều có cơ hội như nhau, đúng không? Đều có cơ hội để trở nên thành công như nhau đó, đúng không anh chị? Đó, và như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghiên cứu, ở đây cái nghiên cứu của khoa học nè, nghiên cứu của khoa học về thần kinh học đã chứng minh được rằng đó là người thành công hay là người chưa thành công, họ không khác nhau ở một cái điểm gì cả đó, mà họ chỉ khác nhau ở cái gì, những cái liên kết giữa những cái neuron thần kinh mà thôi đó. Và cơ bản mỗi một người của chúng ta nó có hàng nghìn tỷ neuron thần kinh đó, và tất cả mọi người đều có những cái neuron thần kinh như vậy hết, mà nó chỉ khác nhau ở chỗ là người thành công và người chưa thành công khác nhau ở cái sự liên kết của các neuron này, của các neuron thần kinh này mà thôi đó. Và cái bộ não của chúng ta nó được ví như là, anh chị cứ nghĩ nó giống như là một cái máy vi tính đi. Nếu như cái máy vi tính này mà anh chị cài đặt cho nó những cái phần mềm mà cái phần mềm không chất lượng, cái phần mềm không được ok, cái phần mềm mà nó có virus độc hại, thì máy tính của anh chị nó chạy không chạy được, hoặc nó chạy nó cũng không cho được cái hiệu quả tốt
đó, mà cái hiệu quả công việc cũng không được cao, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà ngược lại, nếu như máy tính của anh chị mà được cài đặt những cái phần mềm chất lượng, những phần mềm tích cực, những phần mềm có giá trị, thì nó sẽ tạo ra cái kết quả là gì? Kết quả là giá trị. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về mọi thứ gọi là nói về những cái điều gọi là tiềm thức đó. Tiềm thức nó chính là cái phần mềm anh chị, tiềm thức nó chính là cái phần mềm đó. Và anh chị được quyền chọn không? Chúng ta được quyền chọn là mình cài những cái phần mềm nào vào trong bộ máy vi tính của mình không? Đó. Ví dụ như anh chị có thể là cài cái phần mềm là Google nè, hay là anh chị có thể là cài cái phần mềm là YouTube nè, đó, hay là anh chị lựa chọn những cái phần mềm đó, hay là anh chị có thể là người, chính bản thân chúng ta là cái người lựa chọn những cái phần mềm đó, đúng không? Đó. Và theo định nghĩa của NLP thì tiềm thức là gì? Tiềm thức là những kinh nghiệm, là những trải nghiệm của chúng ta trong quá khứ đó cho đến thời điểm hiện tại đó, và cái sự lưu trữ thông tin từ nhiều đời trước đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì nó tạo nên tiềm thức của chúng ta đây? Đơn giản đó là gen hay là ADN của anh chị, đó chính là những cái tế bào bên trong của anh chị đó. Cho nên là tại sao mà chúng ta thấy rằng là mà một người cha mà nóng tính thì khả năng cao là con cũng sẽ nóng tính, đúng không? À, điều đó là do cái gì anh chị? Là do cái gen, do ADN, do tế bào và những cái kinh nghiệm trải nghiệm của chúng ta trong quá khứ đó. Vì vậy nó sẽ tạo nên tiềm thức của chúng ta đó. Và đây cũng là cái phần chúng ta có thể gọi là cũng là cái phần mềm trên cái máy vi tính của anh chị đó đó. Và theo anh chị thì cái điều này chúng ta có kiểm soát được không? Chúng ta có kiểm soát được không? Và câu trả lời là không kiểm soát được. Bởi vì sao? Bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi một cái thứ. Bởi bị ảnh hưởng bởi là gì? Từ cha mẹ. Nếu như cha mẹ chưa thành công thì tiềm thức của anh chị là tiềm thức chưa thành công. Bởi vì những lời nói của họ, cái cách dạy của họ, cái cách chia sẻ của họ và những chỉ bảo, những niềm tin của họ liên tục được lặp đi lặp lại, anh chị được nghe từ lúc nhỏ cho đến lúc anh chị trưởng thành. Lặp đi lặp lại và nó được cài đặt vào anh chị từ cái gen của họ cho đến cái môi trường mà họ giáo dục, tạo nên con người hiện tại của anh chị đó. Và nó cũng tạo nên cái gì? Nó tạo nên cái tiềm thức của anh chị luôn đó. Và thứ hai đó là từ cái môi trường sống. Ví dụ như là khi nhỏ, ví dụ anh chị sống ở một cái môi trường là chưa được tích cực, một cái môi trường cá biệt, hay là một cái môi trường là chưa được giàu, môi trường thường xuyên xảy ra cãi vã nè, xô xát nè, thì tiềm thức của anh chị nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi bởi những cái điều đó. Và nó tạo nên gì? Nó tạo nên tiềm thức của anh chị đó. Đó anh chị ha, đó là môi trường nó cũng tạo nên tiềm thức của anh chị nha. Rồi cái thứ ba là môi trường học của anh chị đó. Môi trường học, nếu từ nhỏ anh chị được học ở trong cái môi trường mà có nhiều học sinh lưu bang, có nhiều học sinh lưu bang, có nhiều học sinh cá biệt, hoặc là có nhiều người không được thông minh, thì nó cũng tạo nên tiềm thức của anh chị đó anh chị ha, nó cũng tạo nên cái tiềm thức của anh chị đó đó. Rồi thứ tư là môi trường làm việc. Môi trường làm việc, nếu như anh chị làm việc trong một cái môi trường mà nó đầy tiêu cực đó, nó không lành mạnh, nó không hỗ trợ cho cái sự phát triển, nó không giúp cho anh chị phát triển về tinh thần, cũng như là nó không có tạo cho anh chị có một cái môi trường để phát triển về những cái tình yêu thương, ví dụ như vậy đi, thì sao? Thì nó cũng tạo nên cái tiềm thức của anh chị luôn đó anh chị ha. Cho nên á, những cái yếu tố mà nó ảnh hưởng đến tiềm thức của anh chị đó đó là từ những cái yếu tố đó, và đó là những cái thứ mà nó được lặp đi lặp lại. Anh chị có đồng ý với ý như vậy không? Đó, nó được lặp đi lặp lại và nó trở thành cái niềm tin của anh chị luôn đó. Cái niềm tin của tiềm thức là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại, nó sẽ tạo nên tiềm thức của anh chị đó anh chị ha. Như vậy thì với bốn cái yếu tố như vậy, với bốn yếu tố như vậy thì tiềm thức của anh chị cho đến thời điểm hiện tại
thì sao? Đó, tớ đến thời điểm hiện tại thì nó là tích cực hay là nó chưa tích cực? Nó tạo nên cho anh chị cái niềm tin gì? Đó, anh chị có thể comment lên cho Yến thấy ha. Đó, với cái tiềm thức anh chị đã trải qua bốn cái yếu tố, bốn cái môi trường như vậy và hiện nay anh chị đang có cái niềm tin gì? Là tích cực hay là chưa tích cực? Anh chị có thể comment lên anh chị ha. Anh chị đã có từng trải qua những cái điều đó chưa? Anh chị có thể là tương tác với Yến ha. Cảm ơn anh chị đã tương tác với Yến rất là tích cực ha. Cảm ơn tất cả ha, những anh chị đang theo dõi Yến từ bên ngoài, từ bên ngoài, từ các cái nền tảng. Yến đang live stream trên nhiều nền tảng thì cảm ơn anh chị đã tương tác rất là tích cực với Yến ha. Đó, chính nhờ những cái lượt tim của anh chị nè, cái lượt like của anh chị nè, đó sẽ giúp cho nhiều người biết đến cái chương trình này và anh chị cũng đang gieo những cái nhân tốt rồi. Đó, gieo những cái nhân tốt anh chị ha. Mà gieo nhân tốt thì chắc chắn anh chị sẽ nhận được quả ngọt, đúng không ạ? Chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt anh chị ha. Rồi, đúng rồi, ở đây thì các bạn tuyệt vời, các bạn đều có cái niềm tin tích cực anh chị ha. Đó, và đó là cái điều cần thiết đó. Mà cho dù hiện tại anh chị, cho dù đến thời điểm hiện tại anh chị chưa có được cái niềm tin tích cực 100% cũng không sao cả. Bởi vì sao? Khi anh chị đang học trong cái chương trình, cái môi trường của câu lạc bộ thì môi trường câu lạc bộ là nơi để giúp cho anh chị thay đổi những cái niềm tin đó, thay đổi cái niềm tin cũ nè, thay đổi dần nè, chứ còn không thể nào mà một ngày một bữa mà nó có thể là trở giống như trở bánh tráng được đâu. Đó, nó phải thay đổi dần anh chị nha. Đó, mình thay đổi dần nó đó. Và đỉnh cao của cái sự giác ngộ là các bạn biết được rằng là bạn đang ở đâu. Là đỉnh cao của sự giác ngộ anh chị là bạn đang ở đâu, bạn đang gặp vấn đề gì, đúng không? Và với cái vấn đề đó, nó được ví như là anh chị đang cầm một cái sợi dây, anh chị đang cầm một cái sợi dây và anh chị buộc lại, anh chị buộc lại, anh chị quấn lại. Và nếu như anh chị biết được cái nút thắt nó nằm ở đâu thì anh chị có thể mở ra, anh chị có thể tháo gỡ được một cách rất dễ dàng. Đó, cái niềm tin tích cực là đúng nhưng nó chỉ là một phần để nó giúp cho bạn phát triển và bạn đi trên con đường thành công, đúng không? Đó, bạn đi trên con đường thành công đó. Và như vậy còn một thứ nữa anh chị, đúng không? Nó còn một cái thứ nữa trong cái niềm tin đó, mà cái thứ này nó chia làm 3 phần đó, mà cái thứ này mới là quan trọng anh chị, thứ này mới là quan trọng đó anh chị ha. Đó, niềm tin tích cực là đúng rồi, mỗi một người chúng ta cần phải có rồi đó. Bây giờ một niềm tin nó chia làm 3 phần, là một niềm tin tích cực thực sự thành công, hai, một là niềm tin tích cực cho sự thành công, hai là niềm tin của một cái người thành công là một tỷ phú. Và trong cái niềm tin của một tỷ phú thì nó bao gồm gì? Một bao gồm là gì? Là một doanh nhân biết làm chủ cuộc chơi như thế nào, rồi biết như thế nào là bán hàng, biết như thế nào là sáng tạo trong kinh doanh, biết như thế nào là văn hóa doanh nghiệp, biết như thế nào tạo ra giá trị, biết như thế nào là lãnh đạo và như thế nào nó đến từ cái sự nhận thức và ý thức của chúng ta. Đó anh chị ha. Đó, cái niềm tin niềm tin tích cực đối với cái sự thành công nè, rồi niềm tin cái thứ hai là niềm tin của một một người thành công nhất trên thế giới, đó là một tỷ phú đó. Thì một người như vậy họ có cái niềm tin gì đó anh chị ha. Rồi thứ ba đó là họ phải phải có cái sự kiên trì. Nếu như bạn biết cả hai cái niềm tin ở trên, bạn biết được hai cái niềm tin đó nhưng mà bạn chỉ có kiến thức trong hai lĩnh vực đó thôi cũng chưa đủ. Biết kiến thức nhưng mà bạn không có áp dụng, bạn không ứng dụng, bạn không làm theo, bạn không rèn luyện, bạn không phát triển đó. Bạn hay là bạn nghe người ta chia sẻ rằng bạn biết rồi nhưng mà bạn không có làm theo đó, hay là bạn nghe người ta chia sẻ rằng là bạn vào đây với tôi đi, bạn vào đây với tôi đi, chỉ cần bạn vào đây thôi là bạn học xong một cái chương trình này trong vòng mấy ngày này là bạn sẽ trở thành tỷ phú. Thì nếu như bạn tin như vậy, đúng không? Nếu như bạn tin như vậy thì cái niềm tin của bạn là đúng chưa? Cái niềm tin của bạn là đúng chưa? Đó,
Bởi vì có nhiều người họ nói rằng như vậy nè, tôi nhìn vào kết quả, đúng không? Tôi nhìn vào kết quả, nhưng mà bây giờ cái kết quả chúng ta phải xem xét kết quả nó đến từ cái việc làm nào mới được anh chị, cái việc làm nào mới được, cái việc làm đó nó có trao giá trị không, cái kết quả là nó có trao giá trị hay không đã. Nếu như cái niềm tin đó đến từ anh chị tin vào cái kết quả mà cái kết quả đó nó không tạo ra được từ cái sự tạo ra giá trị mà nó đến từ cái việc là lừa lọc người khác đó, lừa lọc người khác thì sao, thì anh chị không cũng không an toàn đâu đó anh chị ha. Cho nên á có nhiều người anh chị đó, và họ tin tưởng rằng họ tin tưởng vào những cái việc là ví dụ như là mua hàng thì được trả tiền huê hồng, hay là việc nhẹ lương cao, hay là nói chung là đầu tư vào thì được trả lãi một tháng bao nhiêu phần trăm đó anh chị, thì họ bị gạt, họ bị dụ vào những cái môi trường đó nó không có an toàn. Nhưng mà theo anh chị, những cái người mà họ làm cái việc đó đó, những cái người mà họ làm cái việc đó họ có kết quả không? Có đó. Đó, anh chị nộp tiền cho họ đó thì họ có kết quả đó. Nhưng mà cái kết quả đó nó không đến từ cái việc là trao giá trị, tạo ra giá trị, có đúng không? Đó, anh chị ha. Nó không tạo ra cái giá trị thì sao? Thì như vậy thì cái người đó họ cũng có kết quả, nhưng mà chúng ta nhìn vào kết quả đó không nói lên được điều gì, đúng không? Không nói lên được điều gì. Vì vậy ở đây hoặc là có những cái cộng đồng, hoặc là có những cái cộng đồng, bởi vì Yến hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị em trong nhóm học tập, cho nên là có rất là nhiều những cái trường hợp mà họ gặp phải, họ hay 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 kể cho Yến nghe lắm, hay tâm sự với Yến lắm. Cho nên là Yến cũng muốn chia sẻ đến để cho nhiều người biết. Anh chị ha, có những cái môi trường nó không có được an toàn, vì vì vậy mà chúng ta phải biết để chúng ta có thể là tự bảo vệ mình đó. Hoặc là có những cái môi trường anh chị họ tạo ra một cái cộng đồng rất là đông người, hàng nghìn người đó, và khi vào đó thì họ họ thúc đẩy cảm xúc, họ chốt sale đó. Như vậy thì theo anh chị, cái môi trường đó, những cái người mà họ làm ở trong cái môi trường đó họ có kết quả không? Có đó, họ có kết quả đó, nhưng mà cái kết quả này nó lại chỉ có lợi một mình họ mà thôi, chỉ có lợi một mình họ mà thôi, chứ không có lợi cho người khác, và cũng không có lợi cho cộng đồng, đúng không? Chỉ lợi cho một mình họ mà thôi đó. Như vậy khi cái vấn đề đặt ra ở đây, khi chúng ta có kết quả thì chúng ta phải xem xét là kết quả đó nó đến bằng cái gì, bằng cái giá trị thật, bằng cái sự chia sẻ thật, bằng cái trao giá trị thật cho cộng đồng, hay là bằng cái việc là bạn lợi dụng vào những cái việc đó để mà những người mà người ta chưa có sự hiểu biết đó anh chị, người ta mới mà, người ta đâu có sự hiểu biết đâu đó, nhưng mà họ có cái khao khát, họ có cái khao khát, họ muốn thành công đó đó. Và khi họ được nghe chia sẻ như vậy thì họ họ lại tham gia vào và họ mất tiền đó. Đồng ý là có thể có những cái môi trường họ dùng nhờ những cái công cụ giống như là sức mạnh tiềm thức nè, luật hấp dẫn nè, hay là lòng biết ơn nè đó, những cái công cụ chia sẻ đó để họ thúc đẩy cảm xúc người khác đó. Và cái môi trường đó là cái môi trường không có giúp được cho người khác phát triển một cách bền vững được đó, anh chị thấy không ạ? Đó, không giúp cho người khác phát triển bền vững được đó, và không có giúp cho người khác khai sáng được, không phát triển được, không giúp cho người khác phát triển được, và cái môi trường đó nó người ta thúc đẩy cảm xúc như vậy đó. Thì như vậy thì đối với những cái người mà họ tham gia vào đó thì họ không nhận được cái giá trị, nhưng những cái người họ làm họ có giá trị, họ kiếm được tiền, đúng không anh chị? Họ bán được hàng, họ kiếm được lợi nhuận, nhưng mà không đến từ cái việc trao cái giá trị giúp đỡ người khác đó anh chị ha. Đó, và cái giá trị mà câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc hướng đến là gì? Là cái việc trao giá trị cho cộng đồng, trao giá trị cho cộng đồng, hỗ trợ giúp đỡ để cho nhiều người có được cái sự phát triển về tư duy, phát triển về kiến thức, cái kiến thức nền tảng đó, cái kiến thức nền tảng thôi, cái cần thiết để mà người ta thay đổi, người ta có cái cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn đó, thành công hơn đó. Còn cái chuyện mà ví dụ như muốn thành công lớn hơn thì cái đó nó khác nữa, đúng không anh chị? Còn cái nền tảng là mình, cái đó là cái mà câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc hướng đến đó, hướng đến. Và ở đây không, câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc hướng đến cái giá trị chứ không hướng đến tiền anh chị ha, không hướng đến tiền. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người anh chị cũng đặt cái câu hỏi với Yến đó, các anh các chị ở câu lạc bộ làm như vậy rồi á, là chia sẻ như vậy
mà lại là cái chương trình không có thu phí. Như vậy thì anh chị đâu có rảnh, đâu có ai rảnh mà đi làm cái chuyện đó. Đó, anh chị ha. Đó, nhưng mà có một cái điều mà họ không có hiểu được là cái quy luật của vũ trụ, cái quy luật cân bằng. Anh chị ha, cái quy luật cân bằng, cái giá trị bạn nhận được là bằng cái tư duy gốc rễ, cái giá trị nội tại của bạn cộng với cái giá trị bạn trao đi cho cộng đồng. Cái giá trị bạn trao đi cộng đồng càng lớn thì cái giá trị bạn nhận được càng lớn, đúng không? Đó, cái giá trị bạn nhận được càng lớn. Bởi vậy cho nên khi mà bạn nhìn thấy những người mà thành công trên thế giới, anh chị thấy là những người đó họ trao đi nhiều không? Họ tạo giá trị nhiều không? Rất rất nhiều, đúng không? Rất nhiều luôn. Vì vậy ở đây đó là quy luật rồi. Cho nên á là không cần thiết phải suy nghĩ nhiều, không cần thiết phải suy nghĩ nhiều đâu. Đó anh chị ha. Đó, nếu như bạn muốn thành công mà bạn không có nghĩ đến cái chuyện là giúp đỡ, hỗ trợ hay là trao giá trị, tạo ra giá trị thì không bao giờ bạn thành công bền vững được chị nha. Đó, và đó là cái tư duy cũng như là cái tiêu chí mà câu lạc bộ doanh nhân hướng tới, câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc hướng tới đó anh chị ha. Đó, chứ không phải là trước mắt là chỉ có đi kiếm tiền, không có anh chị ha. Đó, và bây giờ chúng ta nói về tiềm thức. Nếu như anh chị biết rằng tiềm thức của anh chị nó đang chưa tích cực, đó nó là tiềm thức xấu, là tiềm thức chưa thành công, và bắt đầu tiềm thức đó nó sẽ gửi đến cái tiềm thức của anh chị nè, đó, cái niềm tin của anh chị là cái niềm tin chưa tích cực nè, đó thì tiềm thức của anh chị nó lưu đó rồi, nó lưu những cái thông tin, những cái niềm tin đó rồi, nó sẽ gửi đến vũ trụ những cái thông tin chưa thành công. Mà những thông tin chưa thành công này khi nó gửi đi thì chắc chắn gửi đi sẽ có phản hồi. Vũ trụ sẽ gửi đến cho anh chị những cái gì? Những cái nguồn lực, những cái vấn đề, những khó khăn, những mối quan hệ không chất lượng, những cái mối quan hệ không hạnh phúc, những mối quan hệ không giàu, những mối quan hệ mà nó sẽ kéo anh chị ở lại, đó, nó kéo anh chị đi lại ngược lại, nó không để không 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 thúc đẩy cho anh chị để mà anh chị phát triển, mà những cái mối quan hệ nó sẽ kéo anh chị lại, cái môi trường không tích cực đó. Và như vậy thì cái kết quả anh chị nhận được là gì? Kết quả anh chị nhận được là chưa thành công là điều chắc chắn rồi đó. Đó, chưa thành công là điều chắc chắn rồi. Và có một cái anh chị cứ tưởng tượng á, cái việc mà chúng ta thiết lập giống như là thiết lập cái biểu đồ vậy đó anh chị. À, đầu tiên á là ý thức của chúng ta nó nằm ở cái dưới, ở dưới góc đây ha. Đó, ý thức của chúng ta. Đó rồi sao nữa? Rồi tiềm thức của anh chị, ý thức của anh chị nè. Đó thì nó gửi vào, nó gửi lên vũ trụ, là gửi về gì? À, gửi những cái thông tin, đúng không? Nếu như tiềm tiềm thức của chúng ta, niềm tin của chúng ta là không thành công, là không tích cực, thì nó sẽ gửi lên vũ trụ, thì vũ trụ sẽ gửi về cái quả, gửi về cái quả. Quả là gì? Là cái quả chưa thành công. Và cuối cùng những cái quả này, quả thì nó sẽ có hạt giống và tiếp tục nó lại tạo ra cái vòng lặp, đúng không? Từ cái quả nó sẽ có cái hạt, và cái hạt nó tiếp tục lại có tiếp theo những cái gốc cây mới và những cái quả mới đó. Và cái vòng lặp này gọi là vòng lặp không thành công đó, hay còn gọi là vòng lặp thất bại đó. Và đó là cái lý do mà tại sao anh chị thấy rằng những người mà họ chưa thành công, những người nghèo, họ rất là siêng năng anh chị. Họ không phải là họ lười đâu, họ rất siêng năng, họ rất cần mẫn và rất chăm chỉ, vất vả, cố gắng. Cho dù họ cố gắng như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không thành công được. Đó, bởi vì sao? Bởi vì cái vòng lặp này nè, cái vòng lặp không thành công này nè, đó, hay là cái vòng lặp thất bại này nè anh chị. Đó. Rồi, bây giờ hoặc là Yến nói đối với những người mà họ làm công việc, họ kinh doanh đi. Họ kinh doanh, họ đi bán hàng. Thì khi mà họ có cái ý thức, họ có cái ý niệm, hay là họ có cái niềm tin là cái kinh doanh không thành công đó ở trong bán hàng, thì sao? Thì sẽ tạo nên cái niềm tin là không thành công trong bán hàng. Chính từ cái ý thức không thành công trong bán hàng nó sẽ tạo nên cái niềm tin không thành công đó. Và với cái niềm tin đó thì không thành công đó trong bán hàng đó thì sao? Tiềm thức nó sẽ gửi lên vũ trụ, đúng không? Và vũ trụ sẽ gửi những cái gì đến cho họ đây? Gửi đến cho họ những khách hàng khó tính, gửi đến cho họ những khách hàng là chật vật, không uy tín, như thế này như thế kia, khó chịu, đúng không? Đó, và cái quả là gì? Cái quả là không thành công. À, cái quả không thành công thì nó tiếp tục nó có những cái hạt, đúng không?
nó có những cái hạt, và những cái hạt này nó lại quay trở lại, nó lại gieo những niềm tin vào trong ý thức, và ý thức lại tiếp tục lưu vào trong tiềm thức đó. Và bạn càng làm thì bạn càng thấy khó, bạn càng làm bạn càng thấy không thành công dễ dàng, bạn càng làm bạn càng thấy khổ, cho đến khi mà bạn nhận ra là bạn cần phải thay đổi. Cho đến khi bạn nhận ra là bạn cần phải thay đổi thì lúc đó khởi sắc mới bắt đầu. Đó, đó là lý do mà anh chị thấy rằng khi mà những người mà họ có cái niềm tin là không thành công trong bán hàng, hay là có niềm tin là bán hàng rất là không dễ dàng này nọ đó, thì họ cứ gặp những cái người như vậy, họ gặp những người như kia, họ gặp cái này, họ gặp cái nọ, cứ liên tục như vậy, liên tục như vậy, cho đến khi một lúc, cho đến lúc nào đó họ ngộ ra rằng mình phải thay đổi thôi, nếu không thay đổi thì không bao giờ thành công được. Đó anh chị ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta nói cần phải sửa thì sửa cái gì đây? Đó. Và câu trả lời là gì? Là sửa cái niềm tin của anh chị. Bởi vì sao? Cái niềm tin là cái gốc của vấn đề đó. Như vậy thì phải sửa lại cái niềm tin. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta có cái niềm tin tiêu cực rồi. Thì muốn thay đổi cái niềm tin tiêu cực đó thì sao? Để mà thành công thì bằng cách là hãy cài đặt những cái niềm tin tích cực. Cài đặt những niềm tin tích cực, và khi anh chị cài đặt lại niềm tin tích cực thì cái biểu đồ nó bắt đầu, cái biểu đồ như hồi nãy anh chia sẻ với anh chị, cái biểu đồ đó nó cũng bắt đầu thay đổi, đúng không? Đó, cái biểu đồ cũng sẽ bắt đầu từ niềm tin tích cực, đúng không? Cái gốc vẫn là niềm tin tích cực, và niềm tin của người thành công thì nó sẽ lưu vào trong tiềm thức của anh chị là cái tiềm thức thành công. Và khi tiềm thức của bạn là tiềm thức thành công thì nó sẽ gửi những cái thông điệp lên vũ trụ. Thì lúc đó vũ trụ nó sẽ say yes lên chị, nó sẽ say yes, và nó cũng gửi lại những cái nguồn lực đó để giúp cho bạn. Tại vì sao? Tương ứng mà, bạn gửi đi cái gì thì bạn nhận về cái đó, đúng không? Bạn gửi đi, hiện tại tôi gửi đi những cái niềm tin là tích cực, những niềm tin là tin tưởng là tôi kinh doanh thành công, thì nó sẽ gửi về cho tôi những cái gì tương đồng, để làm chi? Để giúp cho tôi có được những cái thành quả đó. Vậy họ gửi về cái gì? Họ gửi về cho họ là những người khách hàng tuyệt vời đó, những cái nguồn lực để giúp cho họ đạt được cái mục tiêu của họ đó. Và khi như vậy thì bắt đầu có cái quả rồi, có kết quả là có quả rồi, quả thì nó sẽ có hạt, đúng không? Đó thì chính cái hạt giống thành công đó nó lại tiếp tục nó gieo niềm tin. Khi mà anh chị Yến nói anh chị nè, ví dụ như bây giờ là khi mà anh chị có những cái hạt giống thành công rồi ha, nó gieo tiếp cái niềm tin đó ha, thì đó là một cái vòng lặp rồi, đó là một cái vòng lặp giống như cái phần ở trên Yến chia sẻ vậy đó. Nó nhưng mà nó ngược lại thôi đó. Bây giờ Yến ví dụ là trong cái quá trình mà đi anh chị đi bán hàng nè đó, nó sẽ có hai người, hai cái dạng người. Một cái dạng là trời ơi bán hàng sao mà nó khó quá, bán hàng gì đâu mà nó khó quá trời vậy đó, chắc tôi làm không được đâu, tôi nói với ai cũng họ cũng từ chối đó. Thì đó là một người, cái niềm tin của họ là cái niềm tin không thành công mà, cái niềm tin tiêu cực mà đó, thì họ sẽ nói như vậy. Hoặc là có một người họ sẽ bán được, họ tiếp xúc nhiều anh chị, rồi xong rồi ngày hôm đó họ bán được một cái đơn hàng, họ bán được một cái đơn hàng đó. Thì với cái kinh nghiệm bán hàng thì anh chị có thể là cho Yến biết, nếu như mà ngày hôm đó anh chị bán được một cái đơn hàng rồi thì anh chị có niềm tin không? Cái niềm tin của anh chị là niềm tin gì? Cái niềm tin của anh chị là cái niềm tin tích cực, đúng không? Tôi kinh doanh dễ lắm, tôi kinh doanh rất là dễ để thành công đó. Hãy tôi làm là tôi kinh doanh là tôi thành công, hãy tôi đi kinh doanh là tôi bán được hàng. Anh chị sẽ có cái niềm tin đó. Đó. Hay là anh chị có cái niềm tin là kinh doanh khó lắm, tôi bán không được đâu. Anh chị có niềm tin là dễ hay là không dễ? Anh chị có thể comment cho Yến thấy được không ạ? Nếu như anh chị là người đi bán được một đơn hàng rồi, ngày hôm nay anh chị bán được một cái đơn hàng rất là lớn rồi đó, thì anh chị có thể nào là anh chị có cái niềm tin gì? Niềm tin dễ hay là niềm tin không dễ? Anh chị có thể là tương tác với Yến ha. Rất dễ, đúng rồi anh chị. Bởi vì sao? Mình đã vừa mới bán được mà, mình vừa mới bán được, mình vừa mới chốt được cái đơn hàng mà, thì lúc đó là niềm tin của mình tăng lên, đúng không? Chốt được đơn hàng rồi là niềm tin tăng lên rồi, là dữ dằn lắm, tên vui vẻ lắm, hạnh phúc lắm,
tin tưởng, đúng không? Tin tưởng hoàn toàn, tin tưởng tuyệt đối, tôi có thể làm được, đúng không? Tôi có thể làm được. Và như vậy thì chính cái niềm tin đó, anh chị có cái niềm tin đó thì niềm tin thành công đó nó sẽ bổ sung cho tiềm thức của anh chị, nó sẽ tiếp nạp thêm cho tiềm thức của anh chị, và đây là cái vòng lặp thành công đó anh chị ha, đây chính là cái vòng lặp thành công đó đó anh chị ha. Như vậy thì cho Yến hỏi anh chị nè, để thay đổi được cuộc sống của bạn thì bạn phải lao ra ngoài kia, bạn đi tìm cái quả, hay cái quả là gì, là thay đổi công việc nè, thay đổi sản phẩm nè, hay là bạn thay đổi cái cách xử lý đối với khách hàng nè, hay là bạn phải đi xử lý cái niềm tin của chính mình đó. Để muốn được thành công thì bạn phải làm thay đổi cái gì đó, anh chị comment xuống đi ạ. Đó, đây là cái thời khắc mà anh chị ra cái quyết định nè đó, để muốn thành công thì anh chị phải thay đổi cái gì, đi thay đổi sản phẩm, thay đổi khách hàng, hay là thay đổi công việc đó, hay là anh chị thay đổi cái niềm tin gốc rễ của mình. Đúng rồi, chính xác, thay đổi niềm tin gốc rễ, đúng không? Cái thay đổi cái niềm tin gốc rễ đó, nếu mà nó chưa tích cực thì mình thay đổi thành cái niềm tin tích cực đó. Cái niềm tin là tôi không có bán được hàng đó, tôi không kinh doanh được, thì hãy thay đổi nó thành cái niềm tin chắc chắn, niềm tin tôi bán được hàng, tôi bán rất tốt đó anh chị ha. Và với cái niềm tin đó thì giống như Yến phân tích cho anh chị là cái sơ đồ, cái biểu đồ rồi đó. Khi với cái niềm tin chắc chắn như vậy thì vũ trụ sẽ gửi về cho anh chị, gửi về cái gì nó tương đồng với cái niềm tin của anh chị đó anh chị ha, đó tương đồng với cái niềm tin của anh chị rồi đó anh chị ha. Vậy thì chúng ta cần phải xử lý cái niềm tin của chính mình, đúng không? Mình cần phải thay đổi cái niềm tin của chính mình, chứ không phải mình đi thay đổi cái công việc, không phải là mình thay đổi cái sản phẩm để kinh doanh, hay là mình thay đổi cái mô hình kinh doanh, hay là mình thay đổi cái mặt bằng kinh doanh, không phải như vậy nha. Đó, thay đổi niềm tin của mình. Và chúng ta có cái công thức đó, anh chị ha, có cái công thức là niềm tin nó ảnh hưởng đến thái độ. Mà nếu thái độ của bạn là thái độ tiêu cực thì bạn biết là mình đang ở đâu rồi, mình đang có cái niềm tin gì rồi, thì đó là lý do mà niềm tin nó ảnh hưởng đến thái độ của bạn trong kinh doanh đó đó. Và bạn làm cái gì cũng vậy, cái niềm tin của bạn nó sẽ ảnh hưởng đến thái độ của bạn, nhưng mà trong kinh doanh mình sẽ nhìn thấy rõ nhất, đúng không? Trong kinh doanh mình sẽ nhìn thấy rõ nhất đó, là với một cái niềm tin tiêu cực thì nó sẽ làm giảm cái lòng nhiệt tình đó, giảm cái lòng nhiệt tình. Với một người mà họ có cái niềm tin tiêu cực anh chị, thì khi mà họ hỗ trợ cho khách hàng của họ, họ cho hỗ trợ cho đối tác của họ, thì theo anh chị họ có nhiệt tình không? Không, họ không có nhiệt tình đâu anh chị đó. Và họ có cái suy nghĩ họ có cái suy nghĩ như vậy nè, cái việc gì á, mà lợi cho tôi á, thì tôi mới làm, còn cái việc á, là họ không có được cái tinh thần là cho đi đâu. Và khi họ không có cái tinh thần cho đi thì nếu như mà đi bán hàng thì sao anh chị, họ làm sao, họ không có cái lòng nhiệt tình, họ họ làm với cái tâm thế là gì, đó đó, bạn mua thì mua, không mua thì thôi đó, không ảnh hưởng gì tới tôi hết á, bạn mua mua, bạn không muốn mua thôi đó anh chị ha. Đó, nhưng mà ở đây á, họ không có, họ chỉ suy nghĩ là chỉ muốn lợi cho bản thân mình thôi, chứ họ không có muốn là mang lợi ích cho ai hết đó. Và họ chỉ muốn là bản thân của họ được lợi, miễn sao là mình có lợi nè, miễn sao mình sướng là được rồi, đúng không? Đó, miễn sao mình có kết quả là được rồi đó, và không muốn giúp cho ai hết. Thì theo anh chị có ai mà thích chơi với những cái dạng người giống như vậy không? Có ai thích chơi với những người giống như vậy không? Có ai thích mua hàng của những người như vậy không? Không luôn, đúng không? Không luôn đó. Nhưng mà ngược lại, với những người mà tích cực họ có cái lòng nhiệt tình đó. Ví dụ như là anh chị là một cái người đang đứng ở trong một cái cửa hàng, đứng ở trong một cái cửa hàng, thì thấy một người khách hàng họ bước vào thì anh chị hỏi là anh cần gì, hay chị cần gì, anh chị có nhu cầu như thế nào để em biết tư vấn cho chị này nọ đó. Thì cái người khách hàng này họ nói rằng là tôi chỉ xem thôi chứ tôi chưa có nhu cầu đó. Thì với một cái người mà họ tích cực anh chị thì sao? Họ nói rằng là nếu vậy anh chưa có nhu cầu hả, vậy thì anh cứ thoải mái anh xem nha,
Rồi có gì cần thì em sẽ tư vấn cho anh. Tư vấn cho anh ví dụ như ở cái này như thế này như thế kia. Đó, tư vấn cho anh cứ thoải mái đi. Đó, mà anh không mua thì cũng được, không có sao cả. Đó. Và theo anh chị, khi mà họ hỗ trợ, họ tư vấn, họ chia sẻ như vậy, đó, họ có được cái sự nhiệt tình như vậy, đó, họ được chia sẻ, họ nói thì cái người mà đứng ở cái cửa hàng đó, cái người mà bán ở trong cái cửa hàng đó, họ sẽ được cái gì? Họ sẽ được nói nhiều hơn. Đúng không anh chị? Đó, bởi vì sao? Họ là một người tích cực mà. Họ sẽ nói nhiều hơn. Đó, họ sẽ cảm thấy vui hơn, họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi mà họ được phục vụ cho người khác. Đối với những người họ tích cực anh chị, được phục vụ người khác là họ vui rồi, là họ rất là yêu thích rồi. Đó, như vậy họ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và như vậy nếu như cái người khách hàng này bây giờ họ chưa có nhu cầu mua hàng đâu. Nhưng mà khi sau này họ có nhu cầu, sau này họ có nhu cầu hoặc là người thân hay bạn bè của họ có nhu cầu mà sử dụng cái sản phẩm đó, thì theo anh chị họ có giới thiệu đến cái cửa hàng của các anh bạn này để họ người ta mua không? Theo anh chị là có không? Anh chị comment câu trả lời đi. Theo anh chị là có không? Họ có giới thiệu đến cái cửa hàng mà rất là tuyệt và nhiệt tình đối với tôi hồi lúc trước. Tôi chưa muốn mua nhưng mà hôm nay là tôi muốn mua rồi. Hoặc là hôm nay là vợ tôi muốn mua cái món ở đó, thì có dắt vợ mình hoặc là giới thiệu bạn bè anh em của mình đến cái cửa hàng đó không? Có luôn. Đúng không? Có luôn. Đó là điều chắc chắn anh chị. Đó là điều chắc chắn. Đó. Và cũng rất là hiếm khi mà cái người khách hàng này lại không giới thiệu người khác, trừ trường hợp là cái người này họ 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 quá lười, họ không có muốn phiền phức, họ không muốn giới thiệu thôi. Chứ còn cái việc mà họ muốn trời tao hổm tao tới đó tao không có mua, nhưng mà người ta tư vấn cho tao rất là kỹ luôn đó, tận tình lắm đó, nhiệt tình lắm, như vậy tao không mua mà còn được tư vấn như vậy. Bây giờ mà mày mày tới mày mua nữa, hôm nay là mày tới là mày mua, là mày được tư vấn nhiệt tình đó, anh chị thấy không? Đó, đó là cái giá trị trao đi trước rồi, đúng không? Cái người chủ của cái cửa hàng đó họ đã trao đi cái giá trị, họ đã trao đi cái sự phục vụ, cái dịch vụ của họ trước rồi đó, và ngày hôm nay thì bắt đầu họ nhận được cái quả đó, anh chị thấy không? Đó, và từ cái quả đó họ tăng niềm tin không? Họ tăng niềm tin, họ tăng niềm tin là tôi có thể phục vụ được bất cứ cái dạng khách hàng nào tôi cũng làm được đó anh chị. Và từ cái niềm tin đó thì họ sẽ kinh doanh ngày càng thành công hơn nữa đó anh chị ha. Cho nên á, ở đây đó, như vậy thì theo anh chị cái thái độ tích cực hay là không tích cực, anh chị thấy nó ảnh hưởng dữ không? Ảnh hưởng rõ rệt luôn á đó anh chị ha. Đó, rồi cái thứ hai là nếu như một người mà họ có một cái niềm tin tiêu cực thì thường họ sẽ như thế nào? Họ không có sự sáng tạo anh chị, họ không có sự sáng tạo đó, hoặc là cái sự sáng tạo của họ bị tước mất đi. Vì sao lại như vậy? Bởi vì một người mà họ cứ chăm chăm vào cái việc là bán hàng cho người khác làm sao để có lợi cho tôi thì không bao giờ họ có được cái sự thông minh đó. Đa số những người mà chỉ nghĩ là lợi cho mình đó, mà tham của người khác đó. Lợi cho mình, tham của người khác thì sẽ thâm, đã tham thì sẽ thâm đó anh chị ha, bao đời nay nó đều như thế đó. Nhưng mà ở đây anh chị, mình có quyền được tham không ạ? À? Mình có quyền được tham không anh chị? Tham là tốt, nhưng mà hãy tham, tham cái gì? Tham tạo ra giá trị đó anh chị ha, tham tạo ra giá trị. Ví dụ như để có được 1 triệu đô hay là 1 tỷ đô thì bạn phải tạo ra cái giá trị để bạn có được 1 cái tỷ đô đó đó anh chị ha. Đó, tạo ra giá trị để anh chị có được triệu đô hay tỷ đô đó, chứ không phải là mình lấy không của người khác, đúng không? Đó, không thể nào mà lấy không của người khác được đâu. Đó là cái gì? Đó là lợi mình, lợi người nè, lợi chúng sinh. Đó, mà ở đây á, chúng ta dùng cái từ lợi chúng sinh thì nó không có được phù hợp bằng cái lợi cộng đồng đó anh chị ha. Đó, Yến hay dùng cái từ là lợi cộng đồng. Vì vậy đó, mà như vậy thì nó mới bền, lợi cả ba thì nó mới bền đó, mới thành công bền vững được. Cho nên á, con người á, thì thường người ta con người ta thường sẽ không có quan tâm đến là cái quá trình cố gắng của bạn như thế nào, mà người ta chỉ quan tâm đến cái kết quả bạn làm ra, cái kết quả bạn đạt được như thế nào đó. Thì sau đó họ sẽ ra cái quyết định đó. Họ ra quyết định gì? Là tôn trọng hay là xem thường bạn.
hoặc là xem thường, tôn trọng hay xem thường ba mẹ bạn hoặc là dòng họ của bạn. Đó, anh chị, dù anh chị có chấp nhận hay không chấp nhận, anh chị muốn hay không muốn, thì đây vẫn là cuộc sống, đây vẫn là sự thật. Và đây cũng là cái hiện trạng xã hội ngày nay. Bản chất của xã hội nó là như vậy rồi. Thì bạn chỉ có hai là sự lựa chọn thôi. Chỉ có hai sự lựa chọn thôi. Một là bạn chọn bao biện. Tại sao tôi đã cố hết sức rồi, tôi đã cố gắng hết sức rồi, tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà tôi vẫn thất bại. Đó, không ai hiểu cho tôi hết. Đó, đó là lựa chọn thứ nhất. Đó, cái lựa chọn là bao biện. Hay là bạn lựa chọn là bạn quyết tâm. Bạn quyết tâm bạn làm cho đến khi là bạn thành công lớn, bạn thành công một cách vĩ đại. Đó. Nếu như anh chị em chúng ta ở đây thì các anh chị sẽ hãy chọn nha, mình chọn là cái lựa chọn thứ nhất hay lựa chọn thứ hai. Anh chị comment lên ha. Lựa chọn thứ nhất thì anh chị comment số 1, lựa chọn thứ hai thì anh chị comment số 2. Đó. Thứ nhất là gì? Là bao biện. Là tại sao tôi làm hoài mà tôi vẫn không thành công được. Đó, bao biện. À, hai là tôi lựa chọn, tôi quyết tâm tôi làm cho đến khi tôi thành công thì thôi. Đó, anh chị ha. Là anh chị có thể là comment cái lựa chọn của mình nha. Đó, cái lựa chọn của mình rất quan trọng nha anh chị. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn anh chị đã tương tác với Yến ha. Rồi, như vậy thì khi mà anh chị đã lựa chọn rồi, anh chị lựa chọn là đến anh chị làm cho đến khi thành công rồi thì sao? Thì với cái bộ công thức của câu lạc bộ, anh chị hãy thay đổi, hãy phát triển đó, và anh chị hãy học tập. Thì bởi vì sao? Cái bộ công thức này nó đúng với bất kỳ một cái lĩnh vực nào, bất kỳ một cái môi trường nào, một cái ngành nghề nào. Và cái môi trường câu lạc bộ sẽ giúp cho bạn cài đặt lại, giống như là giúp cho bạn cài đặt lại cái hệ điều hành đó, cái hệ điều hành trong máy tính của bạn, hay là cái hệ thống niềm tin của bạn đó anh chị ha. Nếu như bạn có cái niềm tin hay là bạn có cái tư duy đó, mà chưa có phải là tư duy của người thành công, chưa có phải là tư duy của những người tích cực, thì trong cái môi trường câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc sẽ giúp cho bạn cài đặt lại cái niềm tin đó anh chị ha. Và hãy kiên trì, hãy rèn luyện học tập anh chị nha. Đó, và ở đây và chỉ câu lạc bộ chỉ yêu cầu anh chị một việc là gì? Kiên trì kỷ luật học tập và rèn luyện, làm đúng theo bộ công thức đó, thì dù cho anh chị nhanh hay là chưa nhanh nhưng mà chắc chắn anh chị sẽ thành công. Bởi vì sao? Anh chị đi đúng đường, cho dù anh chị đi chậm nhưng mà anh chị cũng sẽ tới nơi, anh chị cũng sẽ đạt được cái mục tiêu của mình đó. Và như vậy thì ở đây Yến khẳng định với anh chị là không có một cái công thức nào mà anh chị học vào họng các anh chị thành công liền đâu, không bao giờ có. Đừng có tin người khác nói như vậy mà anh chị tin. Không bao giờ có những cái công thức đó, hoặc là họ có chia sẻ cho anh chị là có một cái quy trình mà chỉ cần làm cái quy trình đó xong là anh chị giàu liền, anh chị thành công liền. Anh chị tin được không? Đừng có tin nha, đừng có tin nha. Bởi vì sao anh chị? Không có một cái cây nào mà nó trở thành cây cổ thụ sau một đêm cả. Ví dụ như anh chị muốn ăn giá thì anh với cái hạt đậu xanh chỉ trong vòng mấy ngày là anh chị đã có giá anh chị ăn. Đúng không? Anh chị có cái sản phẩm anh chị ăn, nhưng mà nó có được lâu không? Nó có hoài không? Hay là lúc nào nó cũng có không? Không. Còn nếu như anh chị muốn ăn trái sầu riêng thì anh chị phải cất công, anh chị gieo trồng, anh chị chăm sóc. Đó. 3 năm, ít nhất là 3 năm anh chị mới có trái, đúng không? Anh chị mới có trái. Nhưng khi mà nó đã có trái là nó sẽ có trái, nó có trái mỗi năm mỗi mùa luôn. Đúng không? Là anh chị sẽ thu hoạch, anh chị sẽ thu hoạch, chỉ có chăm sóc và thu hoạch thôi. Đó, như vậy thì cái niềm tin của anh chị hãy đặt, anh chị hãy thiết lập cho mình một cái niềm tin mới, cái niềm tin tích cực, cái niềm tin thành công đó. Và đừng có tin vào những cái điều mà người ta nói là làm giàu nhanh dễ lắm, không cần làm cái gì cả, chỉ cần là ra mục tiêu rồi cầu nguyện. Không có đâu anh chị, bắt buộc anh chị phải có thời gian để rèn luyện, để phát triển anh chị ha. Đó, rèn luyện và phát triển. Nếu như mà anh chị còn mà đi kinh doanh nữa thì anh chị càng phải rèn luyện cái yếu tố này. Nếu như anh chị có cái niềm tin không tích cực thì sẽ không bao giờ anh chị kinh doanh được. Đó, mà nếu như anh chị kinh doanh mà anh chị đi kinh doanh, anh chị có cái niềm tin là tôi kinh doanh mà tôi kinh doanh bằng cái giá trị của tôi, thì bạn sẽ nhận được cái gì?
bạn nhận được rất nhiều sự yêu quý từ mọi người, đúng không? Rất nhiều sự yêu quý từ mọi người đó. Và trong cái công việc kinh doanh đó, bạn sẽ mang về những cái yếu tố bền vững, giá trị và rất rất nhiều người yêu quý, và không những ở ở hiện tại bây giờ mà trong tương lai cũng sẽ rất nhiều người nhớ về bạn vì những cái giá trị đó, đúng không anh chị? Đó, cho nên khi mà anh chị đồng hành cùng với câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc, anh chị sẽ được hỗ trợ trọn đời đó. Nếu như anh chị đi cùng với câu lạc bộ vì giá trị đó, thì anh chị chắc chắn anh chị sẽ nhận được giá trị. Anh chị nhận được giá trị thì sao? Có giá trị rồi, anh chị muốn trao cho người khác có được không? Được, có giá trị rồi, anh chị muốn trao giá trị cho người khác cũng ok, đúng không? Đó, vì vậy ở đây khi mà chúng ta có được cái gì anh chị? Có cái niềm tin đó. Cái người mà có cái niềm tin mà tiêu cực á, thì họ sẽ còn bị mất cái gì nữa anh chị biết không? Ngoài cái việc là họ không có khả năng sáng tạo nha, họ còn mất đi cái trí tưởng tượng của họ nữa đó. Bởi vì họ không thể tưởng tượng ra được là cái một cái hình ảnh giàu có, họ không tưởng tượng ra được cái hình ảnh mà khiến cho họ trở nên thành công và giàu có như thế nào. Họ mất luôn cái sự khả năng, cái khả năng từ tưởng cái tưởng tượng đó. Họ chỉ nghĩ đến những điều không tích cực mà thôi đó. Với họ khi mà đi kinh doanh á, đó, họ không hình dung tưởng tượng được là những đối tác tốt, những đối tác tuyệt vời đó, mà họ chỉ hình dung được những cái đối tác khó chịu, những cái đối tác khó tính đó, những cái đối tác mà không có uy tín, không có hợp tác anh chị đó. Thì như vậy đó, mà nếu như anh chị em chúng ta, anh chị em nào mà đang đi kinh doanh, anh chị gặp phải tình trạng này cũng đừng có lo lắng, đừng lo lắng, mà anh chị hãy nhớ giúp Yến nè. Dù bạn đang ở trong cái tình trạng nào, bạn chỉ cần làm đúng cái công thức và rèn luyện đúng, thì sau thời gian từ 1 đến 2 tháng bạn sẽ thấy được kết quả, và bạn tiếp tục kiên trì đó 1 năm, 2 năm, 3 năm, thì con người của bạn sẽ lột xác hoàn toàn. Bằng chứng là Yến là một người là từ cái chỗ là không có biết gì về kinh doanh, cái niềm tin kinh doanh cũng là niềm tin bị giới hạn luôn, không kinh doanh được luôn đó. Và từ một người không có biết cái gì cả mà chỉ trong vòng có 2 năm thôi, và Yến đã được đồng hành cùng với câu lạc bộ, được người thầy của mình là Tài Phiệt Nói Sinh cầm tay chỉ việc từng chút, hỗ trợ từng chút từng chút. Đến bây giờ thì Yến thành công rất là rực rỡ, Yến hầu như là Yến lột xác thành một cái người hoàn toàn mới luôn đó anh chị. Đó anh chị thấy không ạ? À? Ở trong câu lạc bộ là nói chuyện bằng cái kết quả, là cái giá trị mang đến kết quả đó. Vì vậy ở đây bao nhiêu anh chị em đã cam kết là sẽ nghiêm túc học tập bộ công thức câu lạc bộ, thì anh chị hãy comment là tôi đồng hành trọn đời cùng câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc ạ. À, rồi cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn, cảm ơn anh chị đã tương tác với Yến rất là tích cực luôn ha. Đó thì ở đây anh chị đó, và với một người mà họ tích cực á, thì sao? Cái trí tưởng tượng của họ rất là tốt, cái khả năng hình dung tưởng tượng của họ rất là tốt anh chị, rất là phong phú luôn, và những người như vậy thì họ rất dễ thành công đó anh chị ha. Đó, và còn một cái yếu tố nữa là đối với cái người mà họ có cái niềm tin mà tiêu cực á, thì họ không có cái khả năng hợp tác với người khác đâu anh chị. Đó, cái mong muốn của họ là chỉ muốn lợi cho mình thôi, họ không có muốn hợp tác với ai cả, họ không muốn đồng hành cùng với ai cả, bởi vì họ không tin tưởng ai cả. Đó, thì theo anh chị, một người mà thành công á, thì có ai là một người thành công mà họ không có phải hợp tác với người khác không? Họ làm một mình không? Có cái giao dịch nào mà nó xảy ra chỉ với một mình không? Không bao giờ có, đúng không? Ít nhất là cũng phải có 2 người thì mới có được cái sự giao dịch xảy ra, đúng không? Đó. Và đối với người tiêu cực thì họ không có muốn hợp tác, nhưng mà người tích cực thì nó lại khác. Đối với một người có niềm tin tích cực anh chị, họ luôn tin tưởng vào người khác, họ tin tưởng rằng là người khác, hợp tác với người khác là họ sẽ thành công lớn hơn, cho nên là họ sẽ tích cực để họ hợp tác. Đó. Người thành công thì cái thời khắc á, mà họ tin vào đối tác, họ tin vào những cái người cộng sự của mình đó, đó là cái gì? Đó là cái thời khắc họ tin vào chính mình. Bởi vì sao? Họ tin vào cái khả năng nhìn người của chính họ. Đó anh chị ha. Đó. Đó. Và những người á, mà anh chị, cái nguyên tắc ở trong kinh doanh đó là gì? Là
chọn đối tác đúng ngay từ đầu. Cho nên là với cái người mà họ có cái niềm tin tích cực á, là họ chọn đối tác đúng ngay từ đầu luôn. Cho nên là họ họ không có cần phải lăn tăn gì cả. Còn đối với cái người mà có niềm tin chưa rất tích cực thì sao? Thì họ luôn nghi ngờ, đúng không? Đó. Và tiếp theo nữa, người mà có niềm tin tiêu cực á, thì họ thường họ làm cho những người xung quanh họ anh chị rầu rĩ nè, cố chấp nè. Đó. Những người anh chị thấy rằng những người tiêu cực á, họ rất là cứng đầu, họ rất là cố chấp, họ không có nghe ai hết, có đúng không? Họ không có muốn nghe ai hết á. Đó. Nhưng mà những người tiêu cực thì lại tiêu cực thì họ không muốn nghe ai, nhưng mà những người có niềm tin tích cực á, họ rất là khiêm nhường nha. Họ khiêm nhường và họ biết lắng nghe anh chị. Họ lắng nghe, và khi họ lắng nghe rồi thì họ lắng nghe để làm gì? Họ đã chọn được cái phương án tốt. Đó, những người mà có niềm tin tích cực á, họ lắng nghe rất là nhiều để họ chọn được đối tác tốt, họ chọn phương án tốt để họ xem đối tác của họ có cái nhu cầu gì, có vấn đề gì cần giải quyết không. Đó, chính vì vậy mà họ được người khác yêu quý. Đó, anh chị ha. Đó. Người khác yêu quý. Đó, và một cái yếu tố cuối cùng là gì? Cái người mà có cái niềm tin tiêu cực anh chị làm cho con người của họ mất toàn bộ ý chí phấn đấu. Đó. Mất toàn bộ ý chí phấn đấu. Cái điều này á, chúng ta thấy rất rõ đối với những bạn mà họ họ đã từng bị mà lừa đảo anh chị. Đó, thì họ không còn tinh thần để học tập, không còn tinh thần để phấn đấu để phát triển tiếp. Đó, dẫn đến cái chuyện là có thể là họ sẽ suy nghĩ tiêu cực luôn. Đó, họ không còn cái tinh thần để tiến lên. Đó, anh chị ha. Đó, nhưng mà đối với cái người tích cực thì sao? Đối với cái người tích cực á, thì họ luôn là sao? Họ luôn mang đến cho những người xung quanh họ một cái nguồn năng lượng. Bởi vì sao? Họ năng lượng, họ nói rằng là à, cái quy tắc mà người khác nói rằng là tôi khi tôi gặp 100 người, tôi đi bán hàng mà tôi chỉ cần tôi gặp 100 người đối tác thì chắc chắn sẽ có 20 người là khách hàng của tôi. Đó, anh chị ha. Đó, khi mà tôi đi kinh doanh mà tôi chỉ cần tôi gặp là 100 người thì trong đó có 20 người là đối tác của tôi. Như vậy thì chỉ cần họ gặp 10 người mà họ bị từ chối thì theo anh chị họ có vui không? Họ có buồn không? Không, tại vì họ biết là còn tới 70 người nữa là còn tới 70 người nữa là đó, thì đó là cái nguyên tắc rồi, nguyên tắc của những người kinh doanh rồi. Đó, vì vậy mà khi mà ở đây á, khi mà họ đã có cái niềm tin như vậy đó anh chị, thì cứ gặp 10 người rồi không sao, còn 70 người nữa. Đó, họ gặp 30 người thì còn 50 người nữa. Đó, thì 20 người còn lại là đối tác của tôi, là khách hàng chất lượng của tôi. Đó, như vậy thì họ luôn luôn lúc nào họ cũng tích cực, và khi họ tích cực thì họ sẽ truyền được cái năng lượng tích cực đó cho những người xung quanh. Đó, anh chị ha. Còn đối với những người tiêu cực thì họ sẽ làm cho những người xung quanh họ rầu rĩ. Đó, còn người tích cực thì khác, ngược lại anh chị ha. Cho nên á, ở đây ngày hôm nay á, mà cái chủ đề mà Yến chia sẻ với anh chị đó là cái niềm tin của bạn như thế nào thì sẽ quyết định cuộc đời của bạn như thế đó, quyết định con người của bạn như thế đó, và cuộc đời của bạn nó cũng sẽ như thế, đúng không? Đó, và Yến phân tích với anh chị từ đầu đến bây giờ có phải là niềm tin nó quyết định không? Niềm tin nó quyết định rất là lớn. Đó, vì vậy mà muốn như thế nào thì cái điều đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi là thay đổi cái niềm tin của mình. Mà thay đổi niềm tin nó qua đâu? Tự thay đổi có được không? Không dễ. Tại vì nếu mà tự thay đổi được á thì chúng ta đã thành công rồi, đúng không? Như vậy thì bây giờ muốn thay đổi thì mình phải được rèn luyện, mình học tập, mình rèn luyện cùng những người có những cái niềm tin tích cực, đúng không? Có những niềm tin thành công, niềm tin tích cực, niềm tin thành công thì rèn luyện mỗi ngày mỗi ngày. Đó anh chị ha. Đó, thì cái môi trường câu lạc bộ doanh nhân Kiến Quốc là cái môi trường để giúp cho anh chị thay đổi niềm tin đó, cài đặt lại cái hệ thống niềm tin mới đó anh chị ha. Đó, và trong cái chương trình mà huấn luyện làm chủ cuộc đời thịnh vượng á, thì tại Việt Nam Xanh á là có cái chương trình là gì, thiết lập lại giải mã 72 câu hỏi niềm tin để cài đặt lại cho anh chị chúng ta cái hệ niềm tin mới đó anh chị ha. Và anh chị em nào mà chúng ta mong muốn mà mình được cải thiện, mình được thay đổi thì hãy liên hệ với nhóm trưởng của mình nha, nhóm trưởng của mình để được hỗ trợ, để được chia sẻ nha. Rồi thì đó là cái chủ đề mà ngày hôm nay Yến muốn chia sẻ đến với anh chị em chúng ta. Đó, Yến rất là biết ơn anh chị đã tương tác với Yến, đã đồng hành với Yến trong buổi chiều ngày hôm nay.
tương tác rất là tích cực luôn, những lượt like, những lượt tim của các bạn dành cho Yến. Yến rất là biết ơn anh chị nha. Rồi nhờ có anh chị mà Yến có được một cái buổi chia sẻ rất là tuyệt vời. Rồi xin cảm ơn anh chị. Nếu như mà anh chị thấy được cái kiến thức buổi chiều ngày hôm nay nó giá trị và anh chị có thể là ứng dụng được thì anh chị hãy comment là tuyệt vời cho Yến thấy được không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn trên tất cả các nền tảng đã tương tác tích cực với Yến ha. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Siêu siêu tuyệt vời luôn. Đúng rồi. Thêm vô những cái từ mà mang cái tính là năng lượng anh chị. Thí dụ như tuyệt vời thì anh chị comment là siêu siêu tuyệt vời thì nó rất là siêu siêu tuyệt vời thiệt anh chị nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau ha. Rồi, hẹn gặp lại anh chị trong cái chương trình Zoom vào lúc 20 giờ tối nay anh chị nha, được học cùng với người thầy của Yến là Tài Phiệt Nam Sinh trong cái chương trình là 22 ngày giải mã bí mật tư duy thịnh vượng anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.